Ông hoàng cả phi thương, vua sinh ra hoàng cả phi thương, khi thăng thượng giới đẹp duyên ông thánh xa hồi cùng. Đưa quân lên ngàn ông hoàng đôi, đưa quân lên ngàn thánh xa hồi cùng. Một mặt nước là đồng tiên nên mặt nước là đồng, rõ ràng ông bơ thoại chân dung đẹp khác thường. Con ô dù khoan
đồng bào xa. Có điện thất bảo, có tòa, có tòa đại dương tình tình tay tiên giót chén diều đà. Dâng nhân tuần rơi dâng lên trên điện ngọc, các cô mấy nâng mời đàn bời sức quan hoàng bờ rơi a à rơi dưa quan hoàng rơi. Đào nhị tuần sơn lâng lên bị ngọc, các cô dâng mời làm mời giúp công hoàng bư sư, các cô dâng mời giúp quan mi hoàng sư. Nhị a tam chung tay rót diệu đào, dâng tam tuần chung dâng lên kính mẫu thừa huệ con nâng mời nàng bời dứt quan hoàng bờ rơi, các cô nâng mời dứt quan hoàng bờ rơi. Nâu nách ngỡ sẵn sàng, nghe gió yêu yêu thôi, đưa một khoang tiền ông bơ hoàng rưỡi ấm hồn thơ. Tay nâng bầu rượu, ông bơ ngồi tựa bên màn đỏ, qua bút tiên nghiêm ngọc ông bơ hoàng vần thơ. Nài nắng Thank you.
đền mẫu Tam Giang hôm nay ông hòa bữa bồng tới. Có chăng in mặt nước in mái tam quan nơi tiếng mò ngân vang như rũ sạch nồng phàm. Trăng treo đầu núi ông bước vào chùa niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.
tình bờ thành xa. Hồi cùng Bắc Mê Hoàng Nam cùng tình bờ thành xa. Hồi cùng Hoàng Sáu Mục cùng cùng tình bờ thành xa. Hồi cùng Bảo Hà ai đến sai ngút đèn Bảo Hà ngắm mùi phong nguyệt đón hạ cánh thần tiên. Chúc nợ
phong tình tình tay tiên giót chén rượu đã dâng nhân tuần rơi dâng lên trên thiên ngọc đi các cô nâng mời là mời sức quan hoàng bày rơi a rơi dư quan hoàng rơi nào nhị tuần sư nâng lên bị ngọc các cô dâng mở làm mừng giúp ông hoàng bày sư a rơi giúp quan mi hoàng sư thì a tam chúng tay xón diệu đào dâng tam tuần chúng kính mẫu từ huệ con nâng mời là mời dứt quan hoàng bày sư các cô nâng mời dứt quan hoàng bày sư Bye.
say cùng thế sự công kim cô. Ông say với lon sông trọn tàng ngày. Quan hòa bày ngày nhớ ai nên đất ni a bảo vui đến vào nên ni mô phóng nguyện ni a đó là tiên cảnh thân tiên đưa chén hoa ai à, ngân tần tần ốm mấy ngân tần ngân hoa đào nằm ngoài người phân xa con mẹ kèm xa nâng nâng tòa đa ý a rêu na phù dê rêu na phù dê họ hà ghế ông là người có tâm là người có phúc nghĩ a mới được ngã theo được theo quan hoàng bày bảo hà sáng ô sáng ô như phàm theo là được theo quan hoàng bày bảo hà ô theo là được theo quan hoàng bày bảo hà bày tàu qua quan Nam Tào cùng quan bắt đầu số mệnh trần gian nào âu chế biên hò hà ghế ông hiếu thuận thảo hiền tua nhân tinh đức ông bày chép biên trong sổ cho rằng trước thì sau nỗi nhầm mê hoàng xa chi đâu sợ nguyện mà được như ý sợ cầu được lòng tâm này đã nên ta đây mình trọn vẹn muôn phần
chứ tâm mà để rơi mất. Ông bảy cần sao cho tay nay đã nên đấm mắt cầm mà cân này mừng cứ mang chữ tội chữ đứng để mà cân đừng ai quên ta đây mình tròn đẹp muôn phần chữ đứng kia mà tươi tốt ông cho về vàng sau này được tiến đầy hết bụi chân nắng thanh cao rồi này mười phần ghế ông mây thanh chữ tam tòng chữ đức khuyên ghi họ hà ghế ông đặt đà gối tâu quỳ bảo hà xin ông nghi hoàng bày ngài về độ chi chứng nghi minh các cô mi tiên là cô nào việc ấy mau mau sửa sang giá đôi ý hầu ông mắt cô nàng cả ba nước trà tàu sân năm ông bảy nghĩ vừa ý gật đầu cô gối ông ban khen nề gật đầu cô gối ông ban khen nàng đôi dâng nghi bồ cây đen xe ngà tàu sương móng tiêm chuối làm bà vai tiền công nàng bà dâng ngưng một thốt mỹ thuốc ngang thế là tựa ý quan hoặc bảy trên đất mê sơn lâm đốt đỉnh nhang châm còn nàng tư đốt đỉnh nhang châm mi ngọn đèn cô thứ kêu cho tỏ tay cô cầm móc dâng kẹo mì bánh nguyên tiền cô mê nàng lắm dâng kẹo bánh nên nâng kẹo xìu cùng với mì thuốc công ông ngực cảnh tiên không ai sánh đi tình nên nhu mì tiên cô nàng sáu tình nết nhu mì đầu lòng dâng ông con tuấn má để ông bày đi chân nắng đồng tắt dài đai hồng tiên cô mê nàng bày thắt dài đai hồng cánh ba giờ tí cô sách đèn lồng cô được nghe ra tiên cô nàng tám dâng chiếc ngược ngà đôi tay cô tám trải chốn ông
tay khen đã cô khéo đôi giày đi vào hầu ấm lạy khúc đàn tâm tiên cô nàng mười lạy khúc đàn thâm bên tả có ba cung vặt tay đàn mì miệng ngắt lạy bốn năm cùng nghe lón quạt nước pha trà tiên cô mười một thì vào quạt là nước pha trà ấm ma tiên bình ngọc đôi tay cả cô dâng trải chiếu chia tại cô thứ mi mười hai cô vào trải chiếu chia bài cục đã đi sắp điên thì đời tố ai có được thì cũng đi bát đàn hồng binh đời chuyện bát đàn hồng binh tiểu vàng tám chữ dâu hoàng về bảo hà tấu đối biển qua đánh ra người cùng ông tam bát ngàn dân văn ông tam bát ngàn đánh ra hồi cùng ông chín cơn một cung thịnh mở thành ra hồi cùng chân thủ nghệ an quan hoàng mười ông chân thủ nghệ an ni về huyền diễn ni bàn ông làm quan có nhãn phụ tờ chân kinh có chữ nam đồ
chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng đi chấn động vào người con thần tình. Trời mô xanh
bằng trời càng mơ động. Nước mô xanh bằng dòng nước sông Nam, nơi mô gió biển trắng ngàn bằng nơi thanh đồi dính quan hoàng ơi. Mỗi đà mặt ba năm con mặt, mà gương chìm thẳng cây vẫn con cây. Hoàng thương ghế hoàng nay tình nặng nghĩa say, dù xa xôi đi chăng bầy hoàng cũng vô đây ông ngự đông. Ai biết được sông Nam vừa trong đồng, mà con gạo chớ chua thì vừa chẳng nài vừa trong. Còn con đường vô trong xứ Nghệ mà đôi nỗi loanh quanh, nơi quan họa mười đi vô vào xứ nào thì đẹp như tranh. Hòa ai vô sự nghề thời vô, qua cầu bên thủy là tới dinh đô quan hoàng mười. Chẳng bao nhiêu tuổi chẳng già, chứ đồng đỏ mười hỏi răng. Chẳng bao nhiêu tuổi chẳng già,
ghế quan hoàng năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫn đẹp hào hoa như ngày ngô nào. Nghe tiếng chuông ngân vang, con thấy bóng quan hoàng đoan ra nơi cung vàng, mặc áo choàng gồng tiêu hoa, tay tiên viết câu thơ thần, cầm quạt ngả bước chân. Ngày bên lâu càng đang tìm nữ thương ta yêu kiều, đàn dâng đêm khúc mi năm cùng dòng ngâm đi đô anh vàng để lòng hoàng còn xin bao niềm vui. Khi ra chốn nhân gian rồi mà lòng còn niềm lưu đây, vui quá đi thôi, hát ca từng đừng mà buồn nơi. Đèn tiếng cảnh đẹp ngoan, mấy trời cũng ngừng trôi, đón quan hoang vì ngự. Đường về Nghệ An ngàn mây xanh nghi thăm, nắng ngỡ sớm nồng này núi hồng soi đông dòng nam, tiếng chim ca hòa trong gió gió ngây rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng rộn ràng, nghe xanh quan hoàng vang, xin cúi đầu thắp một tuần nhang. Cầu xin quá hoàng bàn cho phúc lớn, bát đất buôn mây xin ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi quang hoang mê đường nối dắt tay tìm đường. Đời gian nan khó nhọc vương man, ai nhất tâm quan hoàng mê mời bàn, lương bóng hoàng sẽ được bình an. Ôi xin ông nhỏ vương cho thanh đồng, cho tiếng ca cung đàn, cho người trần thế chúng con bình an. Bốn vương nước non thanh bình, đường đời đời cháu con hiền vi. Người ai mà còn đất may mắn đi ngắm dung nhan hoàng, ngự đồng anh bóng coi dương dàng, để ngay trong biển mì đào lành, ngự về đông thì có ai bằng ông. Khi ông sáng lên dương đồng đẹp dạc người sáng. Thank you.
bán buôn trăm nghề gặp may. Còn con chỉ miệt mài mê say, dân cung đàn tiếng ca xin quan hòa. Ngài về chứng tâm, tiệc tươi màu hồng để từ con cầu mong đương kinh bái phần tiền kinh sau trước gần xa xem ai hiếu duyên hòa thương ông thương cho thành đồng ngày ngày cho dòng ngân sáng duyên nức danh miền cửa nhà xa xử bình yên Hà Nam Bắc Đông Tây bán luôn trăm nghề đều gặp may còn chúng miệt mài mê say dâm cung đàn tiếng ca xin quan hòa chứng tâm bằng nghề quan hòa à bằng nghề quan hòa vui ngờ chân đi gian ngàn là hoa nở đốt sạch nghỉ phố nhang thân bay ngào ngàn là người tiên nữ vâng đánh dài giá ngự chân gian bàn đồng tài cho đông vô ngàn để đi đây đến đây đẹp mà sóng nước mênh mang có phải các cô tiên nàng đang hầu cận na quan hòa trông thần sang thần phang hoàng chiếu nghi nồng cho khắp nhân gian trong mắt người con xin nhờ giúp ông hòa mười vô chân đèn về anh xa người non giá nên chơi thanh nhàn là non giá nên chơi hàm tàu sắp đôi xa ba mười yêu hòa anh xa hồi cùng bóng nai là cảnh thiên tai dấu cô đơn đường à tài tài thái hoa hậu vua hậu mẫu bơ yêu thương cô đôi mi về đồng đánh phấn soi gương cô đôi về đồng
điểm phần soi gương, nước mà ngà trải chuột khăn vành ngà dây vân đầu. Cô đang vui chơi quán sở tường đầu, noan già nên chầu thượng đế vua cha đệ tử cô vô số hạng mà hai. Đệ tử cô vô số hạng mà ban tài tiếp nập nguy gần xa cho đồng. Cô đứng trên ngàn rừng xanh ngắt ngắt từ cũ đường về, như Phật quan ấm tay đàn việc hát ca ngợi. Đón tiếng trầm dần khoan, dâng nhang gần tai tô kỳ vẫn niên tam bảo chín mười thương độ trì. Tay dâng nhang điện cô gấp từ đi ý à ý. Giang 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 người tiên nữ
cô ánh hoa đan bông hoa gửi hoa hồng bông hoa hải đường lở chiếc mỹ mùa xuân bông hồng nhung lở rộng công đồng Thiên đường.
là riêng phổ cô chơi đâu. Riêng đền là riêng phổ nên là con sông thác Hàn
thác hàn ngự chôn ni ngã ba y.
lức nghi tiếng tâm xanh. Chư ta chữ bệnh cô đi kiếm sinh cho đầu, tiếp cô sau vâng lời mong thuộc đi ai thuốc tiên độ đường nơi tới hải đòn xanh đùng đình cô lên đồi. Cất tiếng hô nối đời im bạc
dương mẫu về ở đất Trang Châu mẫu xài tổ sáu theo hầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lo nên non nên non nghe tiếng đàn tiếng hát mèo con dưới cây đồi núi bao là rừng của nhà hoàng cô thiên thanh đông loạn ra về đây đi lên trên ngàn gió quấn rừng cây dưới khe cá lửa tung tăng vàng vàng tiếng hát hỏa vàng câu ca vàng vàng tiếng hát chân theo câu ca độc tài cô mới bán ra muốn cũng ngồi họp để đã tháng ngày bán cho tiền tốt nùa dày đồng nào cho nắm về để đấy càng nhiều bán cho dài gần sáng tiêu đồng nào cho nhiều năm ngoái năm xưa cánh đồng con đưa sớm hôm thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 Thành ra hồi
cung. Đông cuông chiếu phủ màn che, thỉnh mời cô tám đồi chè thác lâm thành ra hồ cung. Thoáng ngát hương lan gió thu, thoáng ngát hương lan trăng soi chim riêng đáy vàng ở nông lanh. Thank you.
muốn càng dẻo, càng xinh cô càng đẹp là tinh tàng tình, ta tàng tinh tình ba. Sinh thời âu cần mẫu uy phương cô giòn hàng quạt na mắt âm dương đối dòng cô cầm đàn luyện cung năm ma cung y. Bắt nhìn họ hoa.
hò hoan phụ nữ trai nhút đại sáng bảo hạ đón tư lượng sao quái đùng đùng đàn ngũ âm tặng tính tình thang đền thành mắt văn dưỡng hồng nhung là giọt công đau không dung nhiều điều bóng mâu đơn
theo nhịp trống chân bước đường đi đầy hoa chân bước bước theo nhịp trống chân bước đều chân bước theo đi đầy hoa đây à giang 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 người tiên nữ hôm nay về bạn đến đó chân cô bước qua trăm khe ngàn xuôi cúc trăng vàng bông hoa người hoa tranh bên tay thiên cung kẻ la bên cạnh ý ai bên tay thiên kẻ la bên cạnh hoa đứng quả ngọt cô hãy dành đời sau đôi chân cô đã vươn tới đâu nhân nghe lối nhịp cầu vinh hoa đẹp như sao bắt đầu ngân hà ý ai lộc tài cô mới ban ra bốn phương ngồi họp để đa thắng ngay ban cho tiền tốt luôn dày đồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ Hà còn họ Nguyễn còn khuya sớm phục thờ ba mươi một mười tư hôm rằm ba mươi một hôm rằm mười việc trong ngoài cần là mẫn sớm chưa
to. Tay cô bé cây thông già thêm xanh. Giữa giờ thì hiền hình bẻ lại vượt lên gành thắng cái gành con thang trời bắt gì bỏ con ý. Cô mau chân kèo chờ sắp chưa ban hại
cho hết. Đôi tay đứng bức bạch đào kỳ tâu.
cầu bái thượng thiên. Nhị bái cầu bái thượng ngàn thượng. Tam bái cầu bái thoại phổ thượng. Tứ bái cầu bái tứ phổ công đồng thượng. Bình thân cầu nê tất. Đền cộng về khám xét bản đền, xem ban quản lý đền nhang thế nào cộng lên tô đôi tiền tàng. Nếu tạ tiền dâng kim ngân, nếu tạ tiền dâng nghìn cộng về tống đối, che biến dành dành độ cho họ bình an, họ nghìn bình an độ cho trăm họ bình an, cửa nhà phú quý khang linh thọ trường trùng cho vẹn cả đôi đường. Vẹn cả đôi đường trùng cho vẹn cả đôi đường. Mùa xuân cầu lộc thu đông cầu tài bụng, mùa xuân lạc thu đông. Thank you.
cầu qua sông, cầu đến nhịp cầu, cầu bao nhiêu nhịp cầu, thương đồng thương họ bấy muôn dặm xa.